con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭiyaṃ vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭiyaṃ vidhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭiyaṃ visanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyaṃ vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyaṃ vidhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyaṃ visanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhị, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Dạ thưa sư Minh Thông còn đó mà, dạ con xin trao mic cho sư. Tisaranaganang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta ve ramani sikha badang samadhi ya mi adinna dana ve ramani sikha badang samadhi ya mi kame sumicha chara ve ramani sikha badang samadhi ya mi Musa vada ve ramani sikha badang samadhi ya misura me raya machapa madathana ve ramani sikha badang samadhi ya me. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ama phân tê banati pata veramani sikha padang samadhiyami adinna dana veramani sikha padang samadhiyami kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami musavada veramani sikha padang samadhiyami sura meraya macca bhamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sika bada nisa dukkha to apa madena nicchakalang sammara kitabang chư thiện. Thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma phân tê dạ xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng si lê na su ka tin yang ti se lê na khu ga sam bada si lê na ni bu ti yang ti ta sma si lang vi so thát ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ.
Sa thứ lành thai. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con đọc lễ sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Buddha mang ghe na văn đề hằng bà đa văn sung qua rút ta mang bút thê yô cà lý tô đô sô bút thô cà mà tu tăng mà mang ướt ta mang ghe na văn đề hằng thăm mạnh cha đúc vi thăm qua răng thăm mê yô cà lý tô đô sô thăm mô cà mà tu tăng mà mang ướt ta mang ghe na văn đề hằng sang khăng cha đúc vi thô ta mang sang ghe yô cà lý tô đô sô sang khô cà mà tu tăng mà mang. Dạ con xin kính xin trao mít lại cho sư, kiếp phúc cho đạo tràng. Sabba buddha nu pha ve na sabba dhamma nu pha ve na sabba sangha nu pha ve na buddha ratanang thamma ratanang sangha ratanang tinang ratananang a nu pha ve na chatura si ti saha sa thamma kantha nu pha ve na pitaka taya su pha ve na china sabaka nu pha ve na sabbe te roga sa bê tê phá gia sáp bê tê ăn tờ ra gia sáp bê tê u pa đa va sáp bê tê đưa ni mi ta sáp bê tê a va măng gà la ni va sang tu a dù vạc thá cô thà na vạc thá cô hô tu sáp bá đa được cà rô gà phá gia vệ ra sô ca sát tu chú pa đa va a nê ca ăn tờ ra gia pi vi na sang tu cha tê sa sa cha sa thi ti đa năng là phân số thì phải dân sự khăn bà lăng sĩ rì a dù cha vã nô cha phổ găng vũ thi cha gia sa va cha sa va sa cha a dù chiếc và siết thi phà văn tu tê nhờ quý đức của chư Phật của giáo Pháp và của chúng tăng nhờ quý đức của Tam Bảo Phật Bảo và Tăng Bảo nhờ quý đức của tám muôn bốn ngàn Pháp và quý đức của Tam Tạng của chư Thanh Văn Đệ Tử Phật tất cả đệ tử Phật, tất cả bệnh tật, lo sợ, nguy khốn, hiểm nghèo, điềm xấu, sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt, tuổi, thọ, tài sản, may mắn, danh tiếng, sức mạnh, sắc đẹp, sự an lạc đều được tăng thịnh nhờ quý đức của Tam Bảo. Những khổ não, tật bệnh, lo sợ, quan trái, buồn phiền, thù oán, nguy khốn, hiểm trở đều được tiêu tan. Cầu chúc cho người được thắng lợi, thành công, tài sản, lợi đất, phúc lạc, vận may, an vui, sức mạnh, cát tường, tuổi thọ, sắc đẹp, sở hữu tấn hoa, cùng tiến tốt, cùng sống lâu trăm tuổi và thành công trong cuộc sống. Sittamatu, 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 Idang Phalang. Etasmin taranatasatmin sambasana tacheta sau cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ sa thứ lành thai. Dạ một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và con cũng đã thấy Pháp sư vào, và con kính ảnh lễ sư Pháp Thanh, và con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma Dasana ya Jagatha. Brahma cha loka thibati saham bati ka tan cha li an thiwarang aya cha tha santi tha sattapara cha cha ka ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang pa chang sattham ma fe rin vinayan cha ka yang sut
tan cha ban tham a phi tham ma chăm mang a cô ta yan to cha tu sa cha đan đăng bắp bồ tha này ye ba vi sa ya mắt chê. Dạ con kính thỉnh sư pháp Thanh Lăng Đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngọc ngày hôm nay. Dạ, dạ con xin trao mic cho sư thử âm thanh. Dạ con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Kính đỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Xin chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần thứ tư và thứ năm, ngũ quyền và ngũ lực. Vì những cái chi pháp của ngũ quyền và ngũ lực này nó giống nhau. Năm chi pháp là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nó cùng có những cái trạng thái giống nhau, cho nên là chúng ta học hai cái này nói chung, mà chỉ cho chúng ta hiểu rằng sở dĩ gọi là ngũ quyền, tại vì ở đây đó những cái pháp tánh này nó đặc biệt, nó có cái đặc tính dẫn dắt và cai quản các pháp khác cùng hướng đến mục đích, mục tiêu đã đề ra. Thì quý vị biết là thí dụ như người ta gọi là chính quyền. Chính quyền ở đây là những cái vị mà có cái quyền lực cai quản ở trong cái một khu vực nào đó, một cái trú xứ nào đó, hay là rộng lớn hơn là một cái quốc độ nào đó. Thì những người mình nằm ở trong cái bộ máy mà để mà điều hành cái công việc ở một cái trú xứ đó, đó gọi là chính quyền. Thì ở đây các cái pháp tánh nào mà nó khả năng đặc biệt để mà cai quản dẫn dắt các cái pháp khác, nó cùng hướng đến cái mục tiêu, cái mục đích mà mình đã đề ra, thì gọi là quyền. Thì là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Thì cũng vậy, cũng có năm cái sức mạnh. Lực ở đây là chỉ cho cái sức mạnh, ở đây là sức mạnh về tinh thần. Thì những cái chi pháp này đó, nó có một cái khả năng, nó có khả năng hỗ trợ giúp cho các cái pháp đồng sanh có sự tiến triển đồng đều cùng nhau. Đó, sư nói lại ha. Quyền ở đây là một cái pháp tánh đặc biệt, có đặc tánh dẫn dắt cai quản các pháp khác cùng hướng đến mục đích, mục tiêu đề ra. Lực là chỉ cho cái sức mạnh, ở đây là sức mạnh tinh thần để hỗ trợ các pháp tiến triển cùng nhau một cách tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta học cái phần thứ nhất, tức là tính quyền và tính lực. Thì tính ở đây đó, tức là cái sự tin tưởng, cái tin tưởng. Thì trước khi mà Đức Phật đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, thì ở thế gian nó đã có những cái tín ngưỡng rồi. Tín ngưỡng nó chia ra rất là nhiều loại. Tín ngưỡng dân gian, những cái tập tục, ví dụ như thường thường quý vị thấy là người ta hay có cái sự tín ngưỡng vào các cái vị thần. Vì hồi xưa đó, vì cái sức mạnh của con người đó, so với cái thiên nhiên đó, thì nó quá nhỏ bé. Cho nên từ đó người ta có những cái tín ngưỡng dân gian như là thờ cúng thần sông, thần núi, thần gió, thần kia nọ đó. Bởi vì những cái sức mạnh của thiên nhiên thì nó quá quá mạnh đối với cái sức khỏe, sức mạnh của con người. Cho nên người ta
có sự tôn thờ các cái vị thần. Đó, cho nên là đó là những cái tín ngưỡng dân gian. Rồi từ những cái tín ngưỡng dân gian này nè, xuất hiện những cái vị mà có sự tu tập. Những vị này, những vị đạo sĩ này nè, tu tập thì những vị này có thể đã chứng đắc các cái tầng thiền trong quá khứ, rồi đến khi mà cái kiếp hiện tại đó, những vị này tu tập thì có khả năng nhớ lại, nhớ lại một cái một vài kiếp, thì bắt đầu mấy vị này nhớ lại là mình tái sanh về cõi chư thiên là hoặc cõi phạm thiên. Nhưng mà những vị này á, do cái năng lực mà chứng đắc các cái tầng thiền á, nó ở bậc thấp thôi. Thì khi những cái vị này mà tái sanh về cái cõi chư thiên phạm thiên thì là những cái vị mà phạm chúng thiên. Thì quý vị biết là cái phạm chúng thiên giống như là những người dân bình thường ở trong một quốc độ vậy đó. Thì so với cái vị mà đại phạm thiên á, là giống như ông vua cai quản cả một cái đất nước. Thì khi vị này nhớ lại là khi mà mình tái sanh về cái cõi phạm thiên này đó, chịu cái sự chi phối cai quản của đại phạm thiên, vì cái tuổi thọ của mấy vị đại phạm chúng thiên thì nó thấp, cho nên từ lúc mà cái vị này sanh ra cho đến khi mà cái vị này mà hết tuổi thọ ở cõi đạp mà cõi phạm thiên xuống cõi nhân loại, thì từ lúc mà cái vị này sanh ra cho đến khi mà hết tuổi thọ đó, thì cái vị mà đại phạm thiên này đó cũng còn. Cho nên đó, từ cái tư tưởng đó, người ta mới đặt ra là cái gì tín ngưỡng là thượng đế, tức là một cái vị tối cao ở trong cái thế gian này, có cái khả năng để mà điều khiển sanh sát tất cả những cái chúng sanh đó. Cho nên từ đó mà cái tín ngưỡng mà đa thần và tín ngưỡng vào cái đấng thượng đế nó xuất hiện. Thì khi mà những cái tư tưởng mà tôn thờ các cha vị thần linh và các một đấng thượng đế là, thì ở đây nó chính là một cái cực đoan. Cực đoan là coi như là nói về một cái đại ngã hay là một cái tiểu ngã. Đại ngã ở đây là chỉ cho cái linh hồn của đấng tối cao, đấng thượng đế chẳng hạn. Còn tiểu ngã đây là những cái linh hồn của chúng sanh. Cho nên là những cái tôn giáo này đó, đề ra những cái tôn thờ phục vụ đấng thượng đế, tôn thờ phục vụ các đấng thần linh, để mong rằng sẽ khi hết tuổi thọ thì sẽ được tái sanh về với thượng đế, và cho rằng các cái linh hồn nó là một cái thường hằng. Thì đây nó là một cái cực đoan, là do những cái luận lý siêu hình về những cái chủ thuyết cả trường tồn thường hằng. Thành ra đó là đây là cũng những cái niềm tin nó sai lệch. Rồi đối lập với cái thuyết thường hằng này đó, thì một cái cực đoan thứ hai của cái chủ thuyết là tức là thuyết đoạn kiến. Tức là những vị này cho rằng con người sống mà khi chết là hoàn toàn là chấm dứt, trở về hư vô, không có tồn tại của con người hay là bất cứ một cái sự tồn tại nào khác, sống hưởng thụ các cái vật chất ở thế gian, chết là hết. Thì đây cũng là một cái cực đoan đối lập với cái thuyết thường kiến. Do
các cái vị giáo chủ của các giáo phái là dính mắc vào cái trụ thuyết của mình. Cho nên là trước khi mà xuất hiện cái giáo pháp của Đức Phật thì các cái vị mà giáo chủ của các phái có sự đối lập, rồi khích bác bài bác các cái giáo thuyết với nhau, thì nó có những cái sự chấp thủ. Ví dụ như những cái gì mà những vị dính mắc vào cái quan điểm của mình do cái tham ái thì sao, thì cho rằng cái thuyết của mình là cạo cả hơn. Rồi sao, chính vì cái chấp thủ đó mà sanh ra cái sân hận, tức là bài bác, chê trách những cái giáo pháp của các phái khác, những cái quan điểm của cái giáo pháp là sai lệch, không có bằng mình. Rồi cái điểm nữa là gì, những vị dính mắc vào những cái giới cấm và nghi lễ. Tại vì họ những cái tôn giáo thường đặt ra những cái nghi thức phải như thế này, phải như thế kia, phải có những cuộc tế đàn, những cái nghi thức tế lễ thế này thế khác, thì như vậy đó thì mới đem đến cái sự an ổn, đem đến sự giải thoát. Rồi có những cái giáo phái thì dính mắc vào những cái giáo điều, tức là chấp thủ vào cái học thuyết của cái vị giáo chủ ở đó mà thôi. Cho nên á, là chính vì cái sự rối ren này mà một lần mà Đức Phật đi đến cái khu quốc độ Kalama, thì những người dân ở Kalama họ mới bạch, họ hỏi với Đức Thế Tôn. Từ đó mà Đức Phật đã mới giảng dạy cho người Kalama về một cái niềm tin, một cái niềm tin chân chánh. Thì từ đó mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái niềm tin vào những cái niềm tin mà sai khác trong đạo Phật thì thường gọi là những cái tà tín. Còn cái niềm tin vào Tam Bảo, vào giáo pháp, vào Đức Phật là cái chánh tín. Thì cái chánh tín là Đức Phật dạy cái người mà muốn tìm hiểu phải dùng trí tuệ, không nên chấp nhận một cái niềm tin nào bởi vì nó theo truyền thống của gia đình, nó là hợp với cái suy luận, hoặc là hợp với cái quan điểm của mình, mà phải dùng trí tuệ xem xét những cái niềm tin này đó, nó có đem đến cái lợi ích là làm cho cái đời sống giảm thiểu dính mắc hay là giảm thiểu được các cái phiền não hay không, phải kiểm chứng qua sự thực hành. Nếu mà những phương pháp nào mà thực hành đem đến lợi ích, được các bậc thiện trí tán thán, thì niềm tin đó là niềm tin chân chánh đúng đắn. Và những niềm tin nào khi mà đem ra thực hành thì nó không đưa đến sự giảm thiểu các cái phiền não mà tăng trưởng, thì như vậy đó thì là những cái niềm tin không có chân chánh. Và khi mà thực hành thì bị các cái bậc thiện trí thức chê trách. Cho nên ở đây á, là Đức Phật không có bài bác bất cứ một cái giáo thuyết nào, mà Đức Phật chỉ phân tích đưa ra cho thấy những cái nào nó tốt đẹp, để rồi tự mỗi người có sự lựa chọn. Cho nên đối với cái niềm tin ở trong Phật giáo thì hoàn toàn cái người học Phật có sự tự do, có sự tự do chứ hoàn toàn không có sự áp đặt bắt buộc những cái người mà đi theo cái giáo lý đó. Cho nên cái niềm tin
đối với người Phật tử, đối với Tam Bảo là một cái niềm tin với sự chánh tính, với trí tuệ. Thì khi mà một cái người mà có cái niềm tin chân chánh rồi thì tìm hiểu để có một cái hiểu biết đúng đắn về Tam Bảo, hiểu biết về Đức Phật là một cái vị mà đã hoàn toàn giải thoát và có cái khả năng giảng dạy giáo pháp để tất cả các chúng sanh khác thực hành theo. Rồi cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp có một cái công năng để giảm thiểu những cái khổ đau, những cái phiền não trong cái hiện tại, đưa đến một cái đời sống an lạc, và nó là cái phương hướng cứu cánh giải thoát mà diệt trừ tất cả mọi khổ đau. Rồi cái người tin vào Thiêu Tăng, tin vào Thiêu Tăng ở đây là những vị mà đã và đang thực hành đúng trên con đường giới định tuệ. Là trong cái tăng thì đó là cái đoàn thể. Đoàn thể ở đây chỉ cho các vị thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng là các cái vị mà đã đạt đến các cái thánh đạo, từ thánh hữu học cho đến thánh lậu tận, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, và cao nhất là tứ đạo tứ quả, còn gọi là thánh lậu tận. Chứ không phải tin vào một cá nhân của một cái vị nào đó, mà chúng ta phải có một cái niềm tin như vậy đó. Thì các cái vị này, các vị thánh tăng là những người mà đã đạt đến cái con đường cuối cùng của giới định tuệ. Còn các vị phàm tăng là những cái người mà cũng đang đi trên cái con đường đó, đang thực hành chân chánh đầy đủ cái lời dạy của Đức Phật để hầu đạt đến các cái thánh đạo thánh quả. Cho nên cái người Phật tử tin tưởng vào Tam Bảo, rồi cái vị này tin vào cái vị thầy để mà hướng dẫn, chỉ dẫn cho chúng ta có sự hiểu biết. Rồi khi mà chúng ta tìm hiểu, học hỏi, có những cái hiểu biết gọi là trí văn, vị ấy cố gắng nỗ lực củng cố cái niềm tin của mình vững vàng qua các cái phương pháp thực hành để diệt trừ những cái hoài nghi, những cái ngờ vực về cái lời dạy của Đức Phật hay là giáo pháp. Vị này củng cố cái nội tâm có một cái sức mạnh hay là tính lực, không có đi là thướng chi kiến, không có lùi sụp ý chí. Thì quý vị thấy rằng đó, trong nhiều bài kinh Đức Phật đã chỉ dạy những cái đường lối, những cái phương pháp thực hành. Rồi chư tăng là những cái người đã thực hành, và có một số các vị đã đạt đến những cái kết quả tốt đẹp, đạt đến các cái tịnh thánh. Còn một số thì mặc dù là còn phạm nhân, nhưng mà các vị này nỗ lực đi trên cái con đường giới định tuệ. Thì như vậy đó là củng cố một cái niềm tin của chính bản thân mình. Thì cái niềm tin đối với những cái người mà chưa đạt đến các cái thánh đạo hữu học đó, thì cái niềm tin này nó còn rất là mong manh, nó dễ bị lay chuyển, dễ bị mất mát tiêu hoại. Thì khi nào mà cái niềm tin của chúng ta còn mạnh mẽ thì chúng ta còn duy trì, còn học, còn thực hành. Còn nếu mà cái niềm tin
vào tâm bảo mà bị suy xiển, bị lùi sụp, bị tiêu hoại, thì như vậy á, là cái vị đó sẽ không còn thực hành các cái thiện pháp, thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật nữa. Cho nên á, là cái niềm tin nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Thì có một lần có một cận sự nam xin với chư tăng ngày mai là cúng dường vật thực đến Đức Phật và tăng chúng. Nhưng mà sau đó có một cái vị ở trong hoàng gia cũng xin ngày mai làm, vì vị hoàng gia này có một cái công vụ, cho nên là muốn làm cái cuộc bố thí này cho nó sớm, để vị này phải thực hành cái công vụ đó. Cho nên là muốn cái vị cận sự nam này nhường lại cái cuộc bố thí vào ngày mai, thì vị này sẽ làm tiếp tục những ngày sau đó. Thì cái vị này mới nói với ngài Mục Kiền Liên là nếu bây giờ ngài cho con biết đầy đủ, nếu mà đủ thọ con á còn được, rồi cái niềm tin của con á nó còn vững vàng tới tới lúc đó thì con sẽ nhường. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày quán thấy cái tuổi thọ ông này thì còn dài, nhưng mà điều cái niềm tin này không biết được đó. Cho nên á là cái niềm tin của phàm nhân á, là nó dễ bị xao động, nó dễ bị thay đổi. Chỉ cần một chút hoài nghi, chỉ cần một chút suy xét thiếu chín chắn, thì nó có sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin. Cho nên là cái người Phật tử trước khi chúng ta kết luận một cái vấn đề gì, chúng ta phải dùng cái trí tuệ suy xét. Thì quý vị cũng nghe là nhân hư chứ đạo bất hư. Có nhiều khi qua một cái hình ảnh, một cái vị sa di, một vị tỳ kheo trẻ, có những cái nói năng hành động nó không chính chắn, rồi sao những cái người Phật tử thì thấy rồi chấp vào những cái cá nhân của mấy vị này, rồi bắt đầu cái trời ơi tưởng đâu mấy ông tốt đẹp lắm, ai về đâu mấy ông dày kia nọ. Thành ra nó dễ lung lạc, dễ thay đổi cái niềm tin. Thành ra đó, quý vị khi mà chúng ta có niềm tin thì chúng ta tin vào Đức Phật, vào giáo pháp và vào tăng chúng, chứ đừng có tin vào một cái cá nhân vị nào. Tại vì cá nhân mà những cái vị mà còn phàm thì sao, là còn những phiền não, có đôi lúc bị những cái phiền não chi phối. Các vị này chưa có đạt đến những cái trạng thái bất động của các bậc thánh, cho nên là có đôi lúc còn bị những cái phiền não chi phối. Cho nên là cái người tử hay là vị hành giả phải có cái sự tin tưởng ở các cái ở chư tăng, là một cái đoàn thể, một cái tập thể, trong đó các cái vị thánh tăng, các vị trưởng lão có giới hạnh tinh nghiêm, chứ không nên tin qua một cái hình ảnh, một cái cá nhân của bất cứ một cái vị sư nào hết. Cho nên là thường thường là quý vị thấy khi nào mà những vị này, những vị nào đó mà ít lắm đạt đến thánh Tu Đà Hoàn, thì từ đó mà Đức Phật mới gọi là con của Như Lai. Tại vì khi mà một vị mà khi mà nó đắc quả Tu Đà Hoàn rồi thì cái vị này sẽ có một cái niềm tin bất động đối với tam bảo. Vị này có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống, chứ không bao giờ mà
mà nói hay là hoặc làm những cái cử chỉ, những hành động nào mà không còn tin vào vào Phật pháp. À, cho nên từ đó mà trong bài kinh cũng nói là cái vị mà khi mà đã đắc quả Tu Đà Quần rồi đó, thì chắc chắn như rằng không bao giờ còn tin vào các cái tà thuyết ngoại đạo nữa. À, còn á, phàm nhân à, thì sao, cái niềm tin nó mong manh à, cho nên á, là có nhiều khi á, còn bị lôi cuốn bởi các cái tà thuyết ngoại đạo à, cho nên á, là chúng ta phải à, củng cố, chúng ta học tập để cải chính những cái tri kiến à, sai lầm, và chúng ta cố gắng củng cố cái niềm tin của mình à, một cách à, vững vàng à. Chính nhờ cái niềm tin, cái chánh tín này, nó là cái gì? Nó là cái công năng, nó là để thanh lọc à, thanh lọc các cái niềm tin mà lệch lạc à, cho nên khi mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự học hỏi, là chúng ta cố gắng à, củng cố cái niềm tin của mình à, cho được mạnh mẽ. Chính nhờ cái khả năng, cái chánh tín mạnh mẽ trường tồn này á, là nó là cái pháp để mà dẫn dắt các cái pháp thiện à. Quý vị có tác ý muốn học à, muốn hành thì sao? Phải có cái niềm tin. Khi mà mình có cái niềm tin đối với chư tăng à, có niềm tin với giáo pháp à, thì mình mới chịu lắng nghe, mới chịu ghi nhớ, mới chịu học hỏi, suy tư à, sau khi mà lắng nghe, ghi nhớ, suy tư rồi đó, mình mới đem ra mình thực hành à. Còn nếu mà một mai mà cái niềm tin của mình á, nó bị lung lạc, nó bị mất đi thì sao? Thì chúng ta sẽ không còn bao giờ mà đi đến chùa ra nghe pháp hoặc là thực hành bất cứ một cái thiện sự nào à, cho nên á, là cái niềm tin nó là hết sức là quan trọng như vậy à, cho nên á, là trong nhiều bài kinh à, Đức Phật đã dùng những cái hình ảnh, ví dụ như những cái hạt mưa à, nhờ có cái sự hướng đến cái chánh pháp à, cho nên cái người này mới lắng nghe à, mới lắng nghe xong rồi mới so sánh, tìm hiểu à, thì cái người này mới có khởi lên cái niềm tin à, đối với các cái vị thiện tri thức. Rồi nhờ có cái chánh tín rồi đó, cái vị này mới bắt đầu mới gần gũi, thân cận, lắng nghe, học hỏi à. Rồi sau khi mà tìm hiểu, học hỏi, lắng nghe à, rồi bắt đầu mới đi đến thực hành à, cho nên á, là cái tính quyền, tính lực ở đây nó là cái điểm mà khởi đầu để dẫn dắt các cái thiện sự à, cho nên á, trong cái bài kinh Phúc Chúc mà à, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu á. Sống lâu ở đây không phải là chỉ cho cái tuổi thọ của thế gian, mà sống lâu ở đây là cái niềm tin à, của cái người học Phật à, cái vị hành giả à, phải có một cái niềm tin mạnh mẽ, vững vàng à, đối với Tam Bảo, đối với Phật, gặp pháp và chư tăng à, thì như vậy đó, thì cái người này sẽ còn thực hành à, trao dồi à, củng cố phát triển những cái pháp thiện à, còn nếu mà cái vị này mà lung lạc, rơi mất cái niềm tin thì như vậy người này sẽ trở lui à, không còn nỗ lực thực hành theo à, các cái điều
Đức Phật dạy những cái đi trên cái con đường chân chánh. À, do đó đó mà chúng ta học tập rồi thực hành để chúng ta sửa đổi những cái còn khiếm khuyết, những cái lệch lạc ở trong nội tâm chúng ta, để chúng ta củng cố cái niềm tin đối với Tam Bảo cho được vững mạnh. Thì cũng qua sự tìm hiểu và cái lời dạy của các cái bậc trưởng lão thì cũng có sự chia sẻ đối với quý vị trong cái phần tính quyền và tính lực. Thì giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc tất cả quý tu nhà nữ và quý Phật tử có nhiều sức khỏe an vui, nhất là có một cái sức mạnh, một cái niềm tin vững vàng đối với Tam Bảo, nỗ lực thực hành thật nhiều tất cả những cái thiện sự trong điều kiện khả năng của mình có thể thực hành được, để đem đến một cái lợi ích, củng cố cái niềm tin của chúng ta vững vàng hơn, nỗ lực đi theo lời dạy, đi trên cái con đường chân chính mà Đức Phật đã giảng dạy. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cũng thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính lên lại Pháp Bảo, con kính lên lại Tăng Bảo, con kính lên lại Tăng Bảo, Tam Bảo. Pháp bảo và Tăng Bảo. Con kính lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ sư Nguyên Thâm, con kính lễ sư Tinh Tâm. Kính chào thầy Kiên và kính chào đạo tràng. Dạ con không thấy MC lên, thành ra con có câu hỏi, thành ra con mạo muội con xin cầm mic và hỏi luôn. Dạ kính thưa sư, để cho một khi mà hành giả chúng con mà hành đúng thì có kết quả, thì từ qua cái khía cạnh kết quả đó nhận thấy được con đường của mình đi đúng, thì cái lòng tin nó càng vững mạnh thêm. Vậy cho những còn những vị nào mà cũng có lòng tin nhưng mà hành mà không có được đúng đó sư, hoặc là có gì, vì cái duyên gì đó mà cản trở họ không có được có kết quả tốt đó sư, thì họ lại xui sụp cái lòng tin. Vậy những vị ấy mình có cần nên khuyến khích họ như thế nào để mà họ có được cái lòng tin trở lại sư? Dạ con kính chân sư dạ bảo ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì chúng ta chỉ có cái khả năng, ví dụ như là mình dẫn dắt, mình chia sẻ những cái hiểu biết, rồi hướng dẫn cái vị đó để mà tìm hiểu, và để mà cái vị đó có thể có cái điều kiện để xác lập cái niềm tin của mình. Chứ còn chúng ta không có nên áp đặt trong tất cả các cái tôn giáo thì chỉ có Phật giáo là cái niềm tin của cái người mà tín đồ không hoàn toàn không có sự áp đặt, không có cưỡng bách, không có áp đặt. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong cái thời kỳ Đức Phật cũng có nhiều vị có nhiều vị là xuất gia trong cái giáo pháp, nhưng mà vì cái nhân duyên, những cái điều kiện gì đó mà cái vị này đó rời bỏ cái niềm tin
rồi sao cái vị này trở lui, à thì Đức Phật cũng không có không cấm đoán. À, những vị nào có niềm tin, có sự hoan hỷ, à, xuất gia để thực hành theo cái giáo pháp Đức Phật, à, thì Đức Phật cũng cho phép. Mà vị nào, à, do một cái nhân duyên nó cản trở, à, vị này mất cái niềm tin, à, vị này, à, trở lui hoàn tục, trở về cái đời sống thế tục, hoặc là đi theo một cái giáo phái khác, thì Đức Phật cũng không có cấm đoán, cũng không có ngăn trở. Cho nên á, là cái niềm tin đối với trong Phật pháp thì phải có cái sự tự nguyện. À, cho nên á, thỉnh thoảng á, có những vị mà, à, xin để mà quy Tam Bảo, thì trước khi mà quy á, bản thân sư cũng có nhắc, sư cứ nói với những cái vị này, à, sư giải thích ngắn gọn cho những vị này hiểu biết về Đức Phật, à, về giáo pháp, về chư tăng. Rồi sau khi mà có sự hiểu biết rồi đó, thì tự nguyện, à, tự nguyện muốn quy thì quy, chứ không có phải là do, à, cha mẹ, à, biểu phải quy, hay là do truyền thống của gia đình phải quy, hay là bất cứ một cái nào đó. Cho nên đó, là cái quy y nó là cái hướng về cái niềm tin về Tam Bảo, là nó sự tự nguyện. À, mình chỉ có khả năng giải thích, dẫn giải, à, cho cái người này hiểu thôi. À, còn cái sự quyết định thì để tự mỗi cá nhân mình quyết, mà tự họ quyết. À, mình đừng can thiệp vô. À, mình can thiệp vô mai mốt người ta đổ thừa. À, tại vì bữa nay tôi quy y, tại tôi đi theo anh, theo chị đó. À, tôi quy y tại vì ba má tôi biểu. Quy y tại vì trong gia đình tôi hồi đó giờ theo Phật giáo. À, thì cái điều đó nó không có đem đến cái lợi ích, cái niềm tin này nó không có chín chắn. À, mà khi chúng ta hiểu biết, tìm hiểu rồi, à, rồi cái người đó quyết định, à, quy y, thì như vậy đó, à, khi mà quy y đó nó mới, cái niềm tin nó mới trọn vẹn tốt đẹp với trí tuệ, à, hiểu biết đầy đủ về Phật pháp tăng như thế nào. À, thì lúc đó mình không đỡ, mà mai mốt có vấn đề gì mà không có chê trách ai á. À, tôi quyết định mà, à, chứ không có ai tác động hết. À, cho nên á, là cái người mà đi theo Phật giáo hoàn toàn có cái sự quyết định, à, của chính bản thân mình. À, không có ai áp đặt bắt buộc của mình hết. À, thành ra đó, à, thí dụ như những vị nào mà có cái tác ý, có muốn tìm hiểu, à, thì mình chỉ giải thích, dẫn dắt để cho người ta hiểu biết. Sau khi họ hiểu biết rồi đó, thì để cái người đó tự quyết. À, thí dụ như trường hợp ở trong những gia đình mà nếu mà cha mẹ, à, là cái người đã có hiểu biết, có cái niềm tin, đã quy Tam Bảo, thì có thể là hướng dẫn, à, con cháu trong gia đình, à, cho nó hiểu biết, rồi mình khuyên nó tìm hiểu kỹ, rồi tự nó quyết định, nó xác lập, à, chứ không nên là áp đặt nữa. Không, thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi đó, những gia đình bất hòa nhau là sao, do cái niềm tin nó không đồng nhất với nhau. À, thí dụ như có nhiều khi có nhiều trường hợp xảy ra. À, thí dụ như là người chồng thì có cái niềm tin với Phật giáo, nhưng mà người vợ thì theo Thiên Chúa Tin Lành gì đó, không đó. Rồi hoặc là ngược lại, à, người vợ thì có, à, niềm tin với Phật giáo, nhưng mà người chồng thì bên
Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn. Rồi sao? Nó cái xung đột, nó xung đột trong cái niềm tin với nhau. À, và từ đó mà nó xảy ra những cái phiền não, những cái khổ đau. À, cho nên á là sự cưỡng bách, bắt buộc áp đặt cái niềm tin á, là một cái coi như là can thiệp vào cái tự do đời sống nội tâm của người khác một cách là thô bạo nhất. À, cho nên á là Phật giáo tránh xa những cái cực đoan này. À, để mọi người có quyền quyết định, à, có giới trí tuệ, giới sự hiểu biết, à, tự mỗi người quyết định thôi. Còn mình á, chỉ có bổn phận chia sẻ, chỉ dẫn, hướng dẫn cho người đó, à, để người đó có hiểu biết. Và xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cận Sự Nam. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Ủa Pháp, con xin lỗi. Dạ, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ, dạ con đã thấy anh Kevin, anh Mỹ đã kính tri ân Sư rồi ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư. Dạ con không biết là đạo tràng còn có câu hỏi nữa không ạ? Dạ mình vẫn còn có thời gian. Dạ. Dạ quý đạo hữu có thắc mắc gì bài học hôm nay có thể giơ tay hỏi với nhà giới sư ạ. Dạ Minh Trang kính mời bàn tay của anh Mỹ ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ kính thưa sư, nãy sư có giảng giải về tin Tam Bảo, tin ở các vị thánh đã có đã đạt được những cái quả thánh, và xin sư nhưng mà xin sư xin lỗi sư, xin lời sư có thể nói thêm vào tin và những cái đức tin như là tin trí tuệ Đức Phật, tin nhân, tin quả, tin bát chánh đạo, tin về tứ diệu đế, tin vào thập nhị nhân duyên, thì xin nếu có thời gian xin sư hướng dẫn chúng con qua cái khía cạnh nhìn nào hoặc là của nhân quả, qua cái khía cạnh nhìn như thế nào hoặc là học hành như thế nào để mà nhận ra được nhân quả, thì nó sẽ cho chúng con được cái lòng tin vững chắc thêm về cái nhân quả đó sư. Dạ. Tại vì có nhiều người không có tin về nhân quả đó sư, nhưng mà nếu mà mình mà có thể nhìn thấy được cái nhân quả của cái những hành động của mình đó, thì mình có thể giảng giải cho họ biết rõ thêm về cái nhân quả. Ví dụ như là về phần con thì con khi mà con nhìn một cái cảnh nào đẹp thì cái lòng tham của con nó khởi lên, nhận thấy được lòng tham khởi lên, luyến ái với cảnh đó và suy luận về cái cảnh đó hoặc là tưởng tượng về cái cảnh đó, diễn kêu bằng là diễn giải về cái cảnh đó hoặc là hỷ trong cái cảnh pháp của cái cảnh đó qua cái sự tưởng tượng đó, thì cái đó con qua cái cảnh đó thì con nhìn thấy được cái nhân quả bất thiện, cái cảnh này là cái nhân nhưng mà nó tạo cho con cái quả là cái bất thiện, nó hiện bài và nó khởi sanh. Thì qua cái kinh nghiệm đó, cái ví dụ đó, thì xin sư có thể giảng giải thêm về cái qua cái khía cạnh của nhân quả để chúng con hiểu rõ thêm và để cho chúng con có thể từ đó mà có thể có thêm lòng tin thêm. Dạ cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì đối với cái niềm tin Đức Phật là cái vị mà đã hoàn toàn giải thoát,
và có khả năng giảng dạy giáo pháp, rồi tin vào giáo pháp là có cái công năng để mà diệt trừ tất cả những cái khổ neo của một chúng sanh, những cái khổ đau ở trong hiện tại này. Thì tin vào cái giáo pháp về cái định luật về nhân quả, thì nhân nào thì quả nấy. Bây giờ thí dụ cái trường hợp cái người này đó làm những cái điều bất thiện, nhưng mà điều cái á, cái quả nó còn phải chờ một cái thời gian, phải chờ thời gian đến khi cái điều kiện nó đầy đủ thì cái quả nó mới hiển lộ. Nhưng mà nếu mà trong cái giáo pháp á, thì nó phải chờ có thời gian. Nhưng mà những cái mà bây giờ á, những cái bất thiện, ví dụ như bây giờ á, có thể nó cho quả ngay trong hiện tại. Giả dụ như bây giờ á, cái người này họ vào cái sát sanh, nhưng mà cái sát sanh thí dụ như mà giết những con vật rồi đó thì cái luật pháp nó chưa có phạm vào cái luật hình thì nó chưa có bị trừng trị. Nhưng mà bây giờ nếu mà giết hại những người khác, xâm hại đến cái đời sống của người khác thì sao? Thì sẽ bị cái luật pháp ở cái quốc độ đó sẽ tuyên án, rồi có những cái hình phạt thích đáng với cái tội đó. Đó, thành ra đó mà người ta nói sao, đạo đời nó cũng tương đẳng nhau đó. Thành ra mình có thể mình bây giờ ở trong đạo có những cái mà phạm theo cái giới luật của tôn giáo, nhưng mà ở ngoài thì nó chưa có phạm. Nếu mà những cái tội đó nếu mà phạm vào những cái hình lực của một đất nước, của một cái xã hội đã quy định thì sẽ phải chịu những cái sự trừng phạt đó. Thì cũng vậy, cái nhân quả ở đây để mình thấy cái gì, cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ cái người này nói dối đi, nói dối thì bất quá là người ta gạt người ta một lần thôi chứ đâu có gạt người ta lần thứ hai. Thì cái quả của nói dối những lần sau á, đâu còn ai tin vào cái lời nói của người này nữa đó. Cái nhân đã tạo thì nó đem đến cái quả đó. Từ đó để chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này là nó có nhân quả, có những cái nhân quả nó cho ngay trong hiện tại, nhưng mà có những cái nhân đó, nó còn phải chờ thời gian rồi nó mới đem đến quả. Cho nên từ đó mà chúng ta thấy là cái quy luật nhân quả là nó có rõ ràng. Từ đó chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật, chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì quý vị thấy rằng đó, có nhiều tôn giáo rồi có cái sự áp đặt của các cái chính trị gia, hoặc là những cái tôn giáo đó thì
thì nương vào cái quyền lực của vua chúa, của các cái chế độ cai trị để mà truyền bá. Mà quý vị thấy rằng trong ngay cả thời kỳ Đức Phật, những vị vua như là Bình Sa Dương hay là vua Ba Tư Nặc Bát Sa Na Đí là những người Phật tử thân thành. Nhưng mà Đức Phật truyền dạy giáo pháp, không bao giờ Đức Phật dựa vào những cái quyền lực của những vị vua này hay là những cái ông hoàng, những cái vị đại phú hộ bất cứ. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là nó hiển lộ, nó rõ ràng. Cái điều này đã được thử nghiệm trải qua cái thời gian hơn 2600 năm. Đó, quý vị thấy rằng có những cái giáo thuyết họ cũng tự cho là chân lý, nhưng mà nó rồi sau này nó không còn phải là chân lý nữa. Nhưng mà nó cái lời dạy của Đức Phật cách nay gần 2600 năm đến bây giờ áp dụng vào đời sống này nó vẫn còn phù hợp, thì đó mới là chân lý. Và cái chân lý này đó, tự mình nó có cái năng lực, nó có một cái sức mạnh, không cần phải nương tựa vào bất cứ một cái năng lực nào khác hết. Cho nên á, khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy rõ. Bây giờ á, cái người mà chưa có hiểu biết, chưa có thực hành thì bình thường mình giận mình cũng không biết, mà lúc mình an lạc mình cũng không biết. Tại vì mình đâu có quay ngược mình nhìn lại trong cái thân, trong cái tâm của mình, hay là trong danh, trong sắc. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành rồi, chúng ta quay lại nhìn vào chính mình. Khi nào cái tâm mình an lạc, cái trạng thái, cái thân an lạc là như thế nào? Rồi khi mà cái tâm nó được an lạc là như thế nào? Rồi đến khi mà mình có cái bực bội, khó chịu, thì cái tâm mình á, nó chấn động, nó bức rứt, nó loạn động như thế nào? Rồi cái thân mình á, nó bị cái nhiệt não nóng bức mà bức bách như thế nào mình biết. Đó, thì cái đây mình nhìn thấy, mình thấy, mình biết rằng khi mà cái nhân với cái trí tuệ hiểu biết các pháp thiện, có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, thì cái thân mình á, cái tâm mình á, nó sẽ an ổn. Còn khi mà những cái phiền não nó sanh khởi trong nội tâm chúng ta thì sao? Thì nó làm cho cái tâm khổ đau, buồn rầu uất ức khóc than. Rồi cái thân sao? Cái thân chịu sự tác động của cái sự bức bách khổ đau của phiền não. Đó, khi mà chúng ta đi vào pháp hành thì chúng ta sẽ thấy nhân quả nó thấy rõ. Giống như có những cái vật mà nó rất là nhỏ, vi tế, nhìn bằng mắt thường mình không nhìn thấy được, nhưng mà khi mà mình có những cái dụng cụ để mình nhìn nó, như là kính hiển vi hay là những cái vật dụng đó, thì chúng ta sẽ thấy được đây là vi trùng, đây là virus, rồi phân loại ra loại nào thì phải có những cái đó. Thì cái người Phật tử khi mình học rồi, minh hạnh rồi đó, thì sao? Mình giống như mình đã được Đức Phật trang bị cho cái pháp tính. Cái pháp tính này đó, mình sẽ soi rọi mình thấy được. Điều quan trọng là mình phải soi rọi mình thấy mình trước. Mình phải phản tỉnh, mình nhìn mình trước, mình biết mình trước, mình hiểu biết mình trước. Cái trạng thái
khi mà thân mình nó an lạc như thế nào, cái tâm mình nó an tịnh là ở cái trạng thái như thế nào, thì khi nó thay đổi, khi nó bị loạn động, dao động, phóng dật, rồi cái thân mình nó bị bấn loạn khổ đau như thế nào thế nào, thì mình sẽ hiểu, mình hiểu biết chính mình rồi đó, thì mình nhìn mới nhìn ra người khác. Khi mà cái người này họ lớn tiếng, quơ tay múa chân, đỏ mặt tía tai, biết những người này họ đang ở cái trạng thái sân hận đó. Thành ra mình mới nhìn thấy nhân và quả. Cái nhân là của phiền não, nó đem đến gì? Cái trạng thái thô tháo, dao động, quơ chân múa tay kia nọ, nó tạo thành cái gì? Thành cái thân nghiệp, khẩu nghiệp. Còn chánh niệm, trí tuệ thì sao? Cái nhân thiện thì nó sẽ đem đến cái trạng thái an tịnh nội tâm, an ổn trên cái thân đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu và chúng ta đem ra thực hành, áp dụng vào đời sống, thì mình sẽ thấy rõ được. Thì khi mà mình phân biệt, mình thấy rõ được đó, thì mình mới thấy cái lời dạy của Đức Phật là chân lý. Mà những cái nhân bất thiện, mong cầu, dính mắc, chấp thủ thì sao? Thì đưa tới buồn rầu, uất ức, dao động, khổ đau. Còn mà nhân thiện lành, giới, chánh niệm, trí tuệ, hiểu biết đầy đủ thì sao? Sẽ đem đến một cái đời sống an vui. Mà mình an vui thì mình sẽ làm cho những chúng sanh ở xung quanh cũng được an vui. Còn mình mà khổ đau thì sao? Thì mình cũng gây cái tác hại khổ đau đến những cái chúng sanh xung quanh. Từ đó mình thấy, mới thấy được nhân quả, nhân quả. Và mình thấy được cái lời dạy của Đức Phật là chân lý tuyệt đối. Mà quý vị biết là chân lý tuyệt đối thì nó là cao tột rồi. Ngoài đó không còn cái gì nữa. Từ đó chúng ta có một cái niềm tin vững chắc vào Đức Phật, vững chắc vào giáo pháp và tin vào chư tăng, để mà chúng ta nỗ lực học tập và thực hành. Thì xin giải đáp với cái câu thắc mắc của chú Cận Sơn Na. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Dạ, cùng kính lãnh lễ sư. Dạ, kính thưa đạo tràng. Dạ, xin hỏi đạo tràng có ai có câu hỏi hay thắc mắc gì, xin cho bàn tay ạ. Dạ, nếu đại tràng không có ai có câu hỏi thắc mắc gì, dạ con có câu hỏi nó ngoài đề một chút. Xin hỏi sư, có nhiều lúc con nghe ngũ dục, cái từ hoặc là cái term ngũ dục thì nói đến sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn có nhiều lúc con nghe lục dục. Vậy cái khác biệt giữa cái ngũ dục này và lục dục này là như thế nào với sư? Lúc nào mình nên dùng cái ngũ dục, lúc nào mình nên dùng cái từ lục dục? Dạ, con kính tri ân sư ạ. Thì thật sự ra đó, ngũ dục ha, lục dục gì đó, thì nó cũng cũng nằm trong những cái pháp bất thiện. Thí dụ như người ta gọi là ngũ dục là nó tương ứng với cái ngũ trần là sắc, thinh, vị, xúc. Cái người mà đắm nhiễm, tầm cầu, dính mắc với năm cái này đó, thì nó đem đến cái sự khổ đau. Mặc dù như Đức Phật nói đó là cái dục trần á,
thì nó vui ít nhưng mà nó khổ nhiều. Cho nên là nếu mà nói về dục thì nó thể nó là cái tầm tham bất thiện. Còn nếu mà nói lục dục thì kể thêm cái pháp vô nữa, sắc thinh vị xúc và pháp. Cái pháp ở đây là pháp bất thiện đó, vậy thôi. Thí dụ mình kể năm thì ngũ dục, mà kể sáu thì lục dục. Cảnh pháp bất thiện, chấp thủ nè, dính mắt nè, nhiễm đắm nè, đó. Thành ra đó thì tùy theo mình tùy theo trường hợp. Thí dụ như là có khi là người ta kể năm năm cái trần cảnh ở bên ngoài, rồi cái tâm bất thiện nó dính mắc vô thì gọi là ngũ dục. Còn nếu mà do cái cảnh pháp đó, nó khởi lên đó, thì nó là sáu. Vậy đó, tùy theo trường hợp mình người ta dùng. Thì cũng xin đại giải đáp cái thắc mắc của Cao Vinh ha. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cũng kính thưa ân sư. Dạ, kính thưa sư, hồi nãy sư có nói về cái dục vui ít khổ nhiều á sư. Nếu mà có người có nhiều tài vật quá, họ sống sung túc quá, thì họ nói thì họ nói là đời đâu có phải là vui ít khổ nhiều, mà họ đang hưởng vui nhiều mà khổ ít. Vậy xin sư dạy cho chúng con biết ở đằng sau của cái sự vui đó nó có sự nguy hiểm, những cái sự nguy hiểm đó là cái chi, và chúng con cần phải đề phòng như thế nào. Dạ, kính cảm ơn sư ạ. Nam mô của thầy giả, Nam mô tham ma giả, Nam mô sân khai giả. Thì Đức Phật có nói cái vũ trần trong thế gian nó là du ít khổ nhiều, nó có cái vị ngọt nhưng mà nó sẽ đem đến cái điều tai hại. Bây giờ cái ngũ trần này đó, nếu mà với những cái người mà không hiểu biết, không hiểu biết Phật pháp, đắm nhiễm dính mắc sai đắm trong đó, ví dụ như bây giờ cái tiền bạc, cái người mà có tiền của thật nhiều, thì cho người ta đó là coi như là cái hạnh phúc, thấy không? Rồi người ta thỏa mãn trong cái điều đó. Tại sao? Khi mà ta thỏa mãn, ta hưởng thụ, thì càng lúc á, cái dục ái á, thì nó càng mạnh lên. Giống như cái người khát nước mà uống nước mặn nha, uống nước biển nha. Khát nước mà càng uống là càng khát. Càng khát khao càng say đắm trong đó. Thì sao? Tầm cầu cái tiền cho nhiều. Tiền cho nhiều để có điều kiện mà hưởng dục đó. Cho nên á, có những người ta nói tiền nhiều để mà làm gì? Nếu cái đồng tiền á, nó là cái phương tiện, nếu mà biết sử dụng nó vào một cái mục đích cao đẹp thì nó sẽ đem đến cái lợi lạc. Còn nếu mà mình sử dụng cái mục đích không đúng thì nó sẽ đem đến khổ đau. Thì thiếu gì những cái vị mà giàu có, vua chúa rồi chẳng hạn, thấy không? Đó, vì say đắm trong cái quyền quy,
say đắm trong cái dục lạc, à, rồi không lo việc triều chính, bỏ bê chính sự, à, xu cao thế nặng, à, tại vì sao phải bắt buộc dân đóng góp cho nhiều, để trong ngân khố có nhiều tiền để thỏa mãn cái thú vui của chính bản thân mình, à, trong khi á, dân tình khổ đau, à, mà ông này ổng xài đắm trong cái dục lạc của ông đó, thì sao, thì dân khổ quá rồi sao nó nổi loạn, nó chống trở lại đó. Một cái ông mà bá hộ đi, thì trong kinh quý vị cũng thấy có nhiều cái cậu công tử ỷ vào cái tài sản của cha mẹ để lại, rồi thỏa sức, à, ăn chơi trác tán, à, trà đình tủ điếm cờ bạc, à, giao du gì với những cái bạn bè xấu, à, thì thời gian cái sao cái tài sản khánh tận, à, trở thành những cái người mà ăn xin ăn mày, bị người khác người ta khinh bỉ chê trách, à, thành ra đó chúng ta phải biết, à, nếu mà cái người mà có hiểu biết trí tuệ, à, thì người ta sẽ dùng những cái tài sản không phải để phục vụ những cái dính mắc, cái niềm vui say đắm trong cái ngũ trần, à, ngũ dục, mà gì, người ta thực hành những cái lý tưởng cao đẹp. Đó, quý vị thấy rằng á, ông Cấp Cô Độc nè, bà Quy Sa Kha nè, rồi rất nhiều những cái vị mà cận sự nam, cận sự nữ, là những vị đại bá hộ, à, là những người mà hộ pháp, hộ tăng, à, hộ trì cho Tam Bảo đó. Ông dám xả tài, ông đem tiền ra mà ông trải để mua đất làm cái kỳ viên tịnh xá. Bà Quy Sa Kha, à, cũng vậy, bán cái áo tròn bằng vàng của mình đó để làm cái Đông Phương Tự, à, đó là những cái mà người ta biết sử dụng cái tiền của mình cho có những cái mục đích nó tốt đẹp, à. Còn nhiều cái vị bá hộ, nhiều ông vua mà chạy theo dục trần rồi nhiễm đắm, à, thì sao, thì sẽ khổ đau, à, thành ra chúng ta phải biết, à, dùng những cái tiền của những cái phước báo trong hiện tại này nè, mà những phước báo này đâu từ nhân quá khứ mình đã tạo, à, nếu mà bây giờ á mình chỉ sử dụng vào cái mục đích bất thiện thì nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau. Còn mình biết dùng những cái phước báo mà để tiếp tục gieo trồng những cái chủng tử, những cái nhân tốt đẹp thiện lành, à, thì nó sẽ đem đến cái lợi lạc an vui, à, trong nhiều kiếp sống tương lai, à, thì xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cao Vinh. Chúc chú nhiều sức khỏe an vui ha. Dạ, con kính tri ân sư, à, đã giảng dạy. Dạ, à, con thấy thời gian cũng phải lẽ. Dạ, kính, à, con kính, à, đại diện đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho con chúng con bài pháp ngày hôm nay. Dạ, à, kính thưa sư Nguyên Thông, dạ, à, kính mời sư Nguyên Thông, à, à, chúc phúc cho chúng con, à, trước khi buổi học, à, bế mạc ạ. Bhavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba buddha nu phave na sada sauti phavang tu te bhavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada sauti phavang tu te bhavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada sauti và vòng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng,
Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa du sa du sa du. Dạ, chúng con kính trang sư Nguyên Thông. Dạ, kính thưa đạo tràng, kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng. Akasatha chapumatha devanaga mahidika punyano anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasatha chapumatha devanaga mahidika punyano anumodantu chirang rakhantu ratake. Akasattha chapumattha devanaga mahidika punyano anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha chapumattha devanaga mahidika punyano anumodantu chirang rakhantu panino. Akasattha chapumattha devanaga mahidika punyano anumodantu chirang rakhantu no sada. Idam idam no nyatinang. Oh, xin lỗi. Idam wo nyatinang hontu sut kita hontu nyatayo. Idano nyat, cho con xin đọc tiếng Việt hôm nay. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Idam watame punyam asawakkhaya kaya vahang hotu anagate. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sadhu sadhu sadhu. Dạ, con kính tri ân quý sư, con kính tri ân quý đạo hữu đã hiện diện ngày hôm nay. Dạ, kính mời quý đạo hữu trở lại đêm mai cũng vào lúc 9 giờ. Cũng sư pháp thanh cũng sẽ giảng giải tiếp chúng ta. Chắc là ngày mai là qua ngủ căn về tính niệm và niệm. Dạ, dạ kính chúc quý đạo hữu, quý sư có một đêm an vui.